Chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch vài món. Mấy nay mưa quá mọi người ơi. Ổi nè. Chín lắm rồi mọi người. Bên đây là cây cà tím. Hái nhiều lần lắm rồi nha mọi người, mà nó cứ ra hoài luôn á. Toàn bộ cây trong vườn mình á đều tưới bằng nước hồ cá nha. Không có bón phân gì hết á. Mà nó cũng tốt ghê. Hai cái chậu cà tím nè. Trái này nhiều lắm mọi người, có hai chậu thôi mà ăn không có hết luôn á. Nhỏ nhỏ thôi ha, không có dài như ở ngoài chợ, nhưng mà được cái là ra trái hoài à. Ăn rất là dẻo mọi người, nó dẻo dẻo á, mình trồng sao ăn nó dẻo dẻo hơn ngoài chợ ta. Mưa quá hái nó rung cây á, nó ướt cái máy quay hoài à. Bên góc này á trái nhỏ nhỏ cũng nhiều lắm mọi người, che hết cái vàng năng lượng mặt trời luôn á. Được chưa ta? Thôi hái luôn đi. Có trái dễ hái, có trái khó hái không chứ. Giờ mình đi hái dưa leo ha. Dưa leo mình cho nó bò nè. Nên nhìn ở ngoài không thấy trái đâu. Ngày nào cũng hái vài trái đó. Bông nó ra nhiều lắm mọi người, hoa cái á. Để cho ong nó tự thụ phấn luôn. Còn này là dưa leo thường nha. Dưa leo Việt Nam mình á. Mình để trái này nó hơi bị lố rồi. Không phải hôm qua thấy nó nhỏ lắm mọi người, sao hôm nay nó bự dữ. Bự chưa? Còn rất là nhiều trái nhỏ nhỏ luôn á. Bên đây có dưa lê Hàn Quốc nè. Đang ra trái nhỏ. Hái được 5 trái. Này là đậu nành nè mọi người. Đậu nành của mình nè ha. Của Việt Nam á. Một cây thôi mà quá trời trái luôn mọi người. Cây này mình sẽ cắt và cây này nó còn non nha. Một cây á mà trái dễ sợ chưa? Thêm một cây đậu nành nữa ha. Trồng nhiều lắm mọi người mà bị chim á, nó ăn hết lúc mà gieo, mới gieo á. Còn được có mấy cây à. Chỗ này nó thiếu nắng nên nó không có được tốt lắm. Và đây vàng bí đao và mướp. Mướp thì nhiều lắm mọi người, mình hái hoài à. Còn mấy trái bí đao á, mình để cho nó già, mình nấu sâm, nấu nước sâm uống. Hôm nay có 3 trái mướp, mình cắt 3 trái mướp thôi. Này là cây cà chua Nova nè mọi người.
mưa quá trời mưa luôn. Đó, mình trồng vô ba cái chậu nhỏ xíu à, chỉ có 20 x 20 cm thôi. Mưa nên nó bị nứt hết trái rồi, hái xanh luôn. Cà chua này mà để chín á ăn ngọt liệm luôn, vì nó là cà chua trái cây mà nứt hết trơn rồi, xấu ghê. Trái xanh vẫn bị nứt nha mọi người. Trái này nó dài cho tới ngọn luôn. Cái cây này trồng bền lắm mọi người. Kiến bu quá chừng luôn. Mình để xuống mình cất, để mình hái thêm vài món nữa. Mình đi ngang cây ổi ha, nhưng mà mình không có hái ổi trước, tại vì sợ nó nặng. Để mình đi qua bên đây, mình hái cây táo. Cây táo nó trong mùng á mọi người. Ngồi cả buổi trời mới cắt được xong mớ lá mọi người, để nó lòi trái ra cho mọi người thấy nó đã nè ha. Đã mắt ghê. Chỉ có một gốc này thôi mọi người, là mình cắt lá thôi nha, còn mấy chỗ còn nhiều lắm, quá trời luôn á. Trên đây nè, ở trong đây nữa nè, một đống lá được cắt ra. Ngồi ngắm một hồi đã rồi à, hái ha mọi người ha. Đã quá, trái nhiều quá nên nó năm nay nó nhỏ mọi người, nó nhỏ trái với mọi năm á, là trái nó to lắm. Nó chín lắm rồi nè mọi người, chín nè, đụng vô cái là rụng nè. Chín rồi, chín nứt nè. Nguyên cái cành bị gãy nè. Bắt đầu mình hái thôi ha. Đã tay luôn, mỏi tay luôn. Chín ghê chưa? Gai nó đâm đâu á? Cái này để lại. Hái sướng tay luôn á, nhỏ nhỏ và dễ cầm nè. Cũng có rệp á mọi người, nhưng mà ít hơn mọi năm luôn, không có nhiều bằng. Mình hái ít thôi, chứ hái một lúc á ăn không có hết. Chắc để lựa trái nào mà chín thì chín mới hái. Ồ, ba trái này nó bị héo nè, này bỏ đi. Chùm này nguyên cục luôn. Tỉa một trái thôi.
yên chùm luôn à. Chút xíu quá trời luôn, ăn sao hết. Rồi trái trong khúc này bự ghê mọi người. Hái luôn, có mấy trái nứt. Với lại nó vàng quá rồi nè. Úi dạ đó. Hái thêm ít ổi nữa nha mọi người. Trái thì lúc nào cũng có trên cây á. Ăn hết lứa này rồi lứa tới lứa kia thôi mọi người. Quanh năm luôn á. Công nhận nó khỏe thiệt. Thôi, mình phải lấy cái kéo mình cắt thôi. Xoay quá nó nét hết cuốn. Rồi, tổng kết thu hoạch ngày hôm nay được như đây. Chúc mọi người có chuyến nghỉ lễ vui vẻ nha. Chào tạm biệt.